Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Quốc hội Vương quốc Thái Lan ngày 28 tháng 7 năm 1932, ngày 28 tháng 7 năm 2022, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ đã gửi thông điệp chúc mừng tới Quốc hội Vương quốc Thái Lan. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam xin được giới thiệu toàn văn thông điệp của Chủ tịch Quốc hội tới quý vị và các bạn. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Quốc hội Vương quốc Thái Lan 1932-2022, tôi xin chúc mừng Ngài Chủ tịch, các vị nghị sĩ, và nhân dân Vương quốc Thái Lan về những thành tựu đáng tự hào đã đạt được trong 90 năm qua. Trải qua gần 5 thập kỷ hình thành và phát triển, được gìn giữ và vun đắp bởi các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước. Quan hệ hữu nghị lâu đời giữa Việt Nam Thái Lan đã trở thành tài sản vô giá đối với cả hai dân tộc. Với vị trí địa lý gần gũi và nhiều điểm tương đồng về văn hóa xã hội con người đồng thời cùng là những thành viên chủ động tích cực dưới mái nhà chung asean việt nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với thái lan ngày càng sâu sắc gắn bó là đối tác chiến lược tăng cường hợp tác giữa hai nước trong thời gian gần đây không ngừng phát triển mạnh mẽ toàn diện hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực tin cậy chính trị gia tăng thương mại và đầu tư tiếp tục là điểm sáng và phát triển tích cực, giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân sôi động. Hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng về các vấn đề khu vực và quốc tế, tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các thể chế diễn đàn đa phương. Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Thái Lan tiếp tục được duy trì và phát triển tốt đẹp. Hai nước đã và đang duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp triển khai các cơ chế hợp tác song phương theo hình thức linh hoạt, hiệu quả trong đó có hội đàm trực tuyến giữa tôi với Ngài Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chuân Lịch Bay vào ngày 30 tháng 8 năm 2021 Trên cương vị Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôi và các vị đại biểu Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Ngài Chủ tịch các vị nghị sĩ Quốc hội Vương quốc Thái Lan để cùng vun đắp thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, góp phần phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giữa hai nước vì sự phát triển của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Xin chúc cho quan hệ đối tác chiến lược tăng cường và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Thái Lan mãi mãi bền vững, cùng nhau vững bước tiến vào tương lai tươi sáng và thịnh vượng.